mình rất nóng và mình đau lưng, mình không muốn ở đây, mình phải đi về. Sau đây là bài tiếp theo. Để em đấm lưng anh ơi. Một chút đam mê. Mệt mỏi già lắm, nó không như ngày xưa. Bộ phải nóng không? Trời ơi, không phải thì không hợp tục, thật không lý tục lắm. Các bạn đừng nói gì á. Chứ phải gì xóa đi hộ cái em cũng rồi. Lung đánh bài này hơi khó. Bài này là ban mình tập với nhau nhé mọi người, đừng để bài này tất cả hết thời. Oh,
đấy là hay đấy ạ. Nói chung là vừa rồi là tốt.